Avezac, giải bài tập full môn, soạn văn hay nhất, học livestream miễn phí, tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu. Vào thư viện app, tải ngay Avezac. Hello everyone and welcome back to Unit 2 of English 8, and in this lesson you're going to study about the skills 1. Chào mừng các em đã quay trở lại với Unit 2 của tiếng Anh 8, và trong bài học ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng học về phần skill 1 nhé. So, this is task number 1. You're going to match the headings. Look at these pictures. You can see some kind of houses, right, on the highlands. And actually, that is the nomadic life on the Gobi Highlands. Trong phần nhiệm vụ đầu tiên của bài Skill 1 ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng nối những cái tiêu đề, headings. Và trong phần bức tranh này, nếu như các em quan sát thì sẽ thấy là hình như những cái này chính là những ngôi nhà, đúng không nào? Và trên cao nguyên, ở đây chính là cuộc sống du canh du cư của ở trên vùng cao nguyên Gobi. And we have three headings, A, B, C. Trong bài đọc về cuộc sống ở vùng du canh du cư ở trên vùng cao nguyên Gobi này, chúng ta sẽ có 3 đoạn văn tương ứng với 3 tiêu đề như sau. Nomadic children's life, đúng không ạ? Cuộc sống của những đứa trẻ ở vùng du canh du cư này. The importance of cattle to the nomads, hay là tầm quan trọng của gia súc đối với những người di cư này. Or the nomad's home, hay là phần C, tiêu đề C là gì ạ? Ngôi nhà của những người du cư này. Và chúng ta sẽ xem là với ba cái tiêu đề này thì ba đoạn văn đó là gì, để chúng ta có thể nối cho phù hợp nhé. Here are the three small paragraphs and here are the three headings. Ở đây có ba đoạn văn ngắn với ba cái tiêu đề đang được bỏ trống, và lát nữa thì các em sẽ cùng điền cái tiêu đề mà chúng ta vừa đọc vào đây sao cho phù hợp với nội dung của đoạn văn nhé. Let's read number 1. Hãy cùng đọc số 1 nào. We don't live a normal life like many other people. Chúng tôi không sống một cuộc đời bình thường giống như những người khác. We live a nomadic life. Chúng tôi sống cuộc sống của người du cư. This means we move 2 or 3 times a year to look for the new pastures, a grasslands for our cattle. Điều đó có nghĩa là chúng tôi phải di chuyển 2 đến 3 lần một năm để tìm kiếm những vùng đất cỏ có cỏ mới, những vùng đất rộng có cỏ để cho các loài gia súc của chúng tôi ăn. The cattle provide us most of our needs, dairy products, meat and clothing. Những con gia súc này thì cho chúng tôi hầu hết tất cả mọi thứ theo nhu cầu, hay như từ sản phẩm từ sữa, hay là thịt, hay là các loại vải vóc quần áo. So, what are the titles for this? It must be the importance of cattle to the nomads. Và chắc chắn là cái tiêu đề phù hợp nhất chính là tầm quan trọng của các loài gia súc đối với những người du cư. Ở đây chúng ta thấy rất rõ, họ miêu tả chi tiết về việc đó là tầm quan trọng của nó như thế nào, sản phẩm từ sữa, thịt hay là đồ trang phục ra sao với những con người du cư này. Number 2. We live in a gur, our traditional circular tent. Chúng tôi sống trong một cái lều có hình tròn rất là truyền thống lâu đời rồi, và nó có tên gọi là gur. It keeps cool in summer and warm in winter, even when the temperature drops to -5 Celsius degree. Một thông tin rất hay ạ, nó giúp cái ngôi nhà đó giúp chúng tôi mát vào mùa hè, ấm vào mùa đông, thậm chí khi mà nhiệt độ xuống dưới -50°C. Thực sự là -50°C là một nhiệt độ rất là thấp. Và một cái girl này chính là ngôi nhà của những người du cư này, có một cái tác dụng rất lớn, đó là giữ ấm cho ngôi nhà. It can help put up, then taken down and transported. À, nó có thể là gì ạ? Cái ngôi nhà này có thể dựng lên được này, rồi lấy xuống được và mang đi được nữa, rất là tiện lợi. That is all about the house, right? It is about the home. So it is the nomad's home. Và đoạn văn này nếu như các em đọc lên thì toát ra một ý rất là lớn, đó là miêu tả về cái ngôi nhà, mà cái loại nhà truyền thống của những người du cư này, đó là loại nhà gur, và đó chính là tiêu đề The Nomad's Home. Next 3.
For most of the year, we are surrounded by vast pastures, rivers and mountains. À, hầu hết trong năm thì chúng tôi được bao quanh bởi những cái vùng cỏ rộng lớn, những dòng sông và những ngọn núi. We see few people from outside world. Chúng tôi gặp rất ít những người mà đến từ những cái thế giới bên ngoài. When we are small, we play on our land and with the animals. Khi mà chúng tôi còn nhỏ thì chúng tôi chơi trên vùng đất của mình với những con vật. The horses is our best friend. Người bạn thân nhất của chúng tôi chính là loài ngựa. Any nomadic child can ride a horse. Tất cả những đứa trẻ vùng du cư có thể cưỡi ngựa. We learn from early age to have in the family, from household chores to heavy work, like herding the cattle. Chúng tôi học được từ lứa tuổi rất là còn nhỏ là phải giúp đỡ gia đình từ những cái việc việc trong nhà tới những việc nặng hơn giống như việc là chăn gia súc. We also learn to be brave. Chúng tôi cũng phải học cách để trở nên dũng cảm hơn. That is about the people. So about the children, the title should be Nomadic Children's Lives. That is the perfect heading for this paragraph. Và cái tiêu đề phù hợp nhất, hoàn hảo nhất với đoạn văn này chính là miêu tả về cuộc đời của những đứa trẻ ở cái vùng du cư này. The Nomadic Children's Life. That is the way we match the headings to the paragraph in a passage, right? Và chúng ta vừa mới hoàn thành việc là nối những cái tiêu đề cho những cái đoạn văn nhỏ ở trong một bài văn lớn. Và với mỗi một cái đoạn này thì nó miêu tả những cái chi tiết khác nhau, chẳng hạn là tầm quan trọng của gia súc đối với những người du cư, hay là ngôi nhà của họ, hay là đoạn thứ ba nói về cuộc sống của những đứa trẻ ở những vùng này. Và tất cả ba yếu tố này nó tạo nên một đoạn văn lớn về cái cuộc đời của du cư ở cái vùng cao nguyên Gobi này. And now we're gonna move to task 2. In task 2, you're gonna match the description with the words or phrases from the passages. Like here, we have five words: a girl, dairy products, cattle, nomadic life, pastures. Ở đây phần nhiệm vụ số 2 thì các em sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về các từ vựng xuất hiện trong đoạn văn. Các em sẽ có những cái cụm từ miêu tả nó và chúng ta sẽ phải nối làm sao cho phù hợp nhất với các danh từ về a girl, dairy products, cattle, nomadic life and pastures. Now we're gonna read the description. Bây giờ chúng ta thử đọc cái phần miêu tả nó xem là như thế nào là phù hợp nhất nhé. A. A life on the move. Cái cuộc đời mà toàn là trên những chuyến đi đúng không ạ? A circular tent in which Mongolian nomads live. À, một cái lều hình tròn, trong đó thì những người Mongol thì đang sống, những người du cư ở vùng này đang sống ạ. C. Grasslands. Là vùng đất mà có rất nhiều grass, rất nhiều cỏ đúng không ạ? Milk, butter, cheese. À, sữa, bơ và phô mai. Cows, goats, buffaloes, những con bò, những con dê, những con trâu ạ. Now you gotta match 1, 2, 3, 4, 5 with A, B, C, D, E. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nối 1, 2, 3, 4, 5 với các sự lựa chọn, description của nó, miêu tả chi tiết của nó ở cột bên này, từ A đến E sao cho phù hợp nhất nhé. Now you gotta match and check with me. Hãy cùng kiểm tra với cô nào. A girl, that is the home, the house, and it is a tent, right? So, that is B. Một cái girl là một cái ngôi nhà truyền thống của những người du cư, nó được làm hình tròn đúng không ạ? Và chúng ta chọn luôn đáp án B. Dairy products, đây là những sản phẩm từ sữa. Sản phẩm từ sữa thì có thể tạo nên những cái gì ạ? Tạo nên sữa này, tạo nên bơ và tạo nên phô mai nữa. Và chúng ta sẽ chọn luôn được là dairy products with milk, butter and cheese. Next, cattle. There are lots of kinds of cattle like cows, goats and buffaloes. Có rất nhiều loại gia súc như là bò, rồi là dê hay là trâu, và chúng ta chọn luôn đáp án 3 với E ạ. Nomadic life, the life not in the same place, but actually they move a lot. Và cuộc sống nomadic là cuộc sống mà không phải là mọi người ở một nơi, mà mọi người thường di chuyển khá là nhiều, và chúng ta chọn đáp án A với 4 ạ. And the last one, pastures, the grasslands. Và cuối cùng đáp án số 5, đó là vùng đất có nhiều cỏ. Từ pasture miêu tả bởi những cái tên là grasslands đúng không ạ? And that is task 2. Now you understand more about the words here with the description here. Và phần vừa rồi nó giúp các em hình dung được cách miêu tả những cái từ hay là giải thích cụ thể hơn những cái từ đó. And now we're gonna move to the task number 3. Bây giờ chúng ta đã có đáp án ở đây rồi. Hãy đến với phần nhiệm vụ số 3 nhé. Task 3, you're gonna read the text here again and choose the best answers for the following question.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc lại bài đọc này và chọn lựa đáp án tốt nhất cho những câu hỏi sau. Let's read. Hãy cùng đọc nhé. Vì mỗi một lần đọc là chúng ta sẽ luyện tập thêm được cách nghe từ và được luyện tập thêm được cách phát âm của từ đấy. The important subtitle to the normals. Và phần này thì xin phép là cô sẽ không dịch lại nữa, bởi vì là cô đã từng làm một lần rồi, đúng không ạ? Chúng ta chỉ đọc thôi. We don't live a normal life like many other people. We live a nomadic life. This means we move 2 or 3 times a year to look for the new pastures, grasslands for our cattle. The cattle provide most of our needs, dairy products, meat and clothing. The nomad's home. We live in a gurn, a traditional circular tent. It keeps us cool in summer and warm in winter. Even when the temperature drops to -50 degrees, it can be put up, then taken down and transported. Nomadic students' lives. For most of the year, we are surrounded by vast pastures, rivers and mountains. We see few people from the outside world. When we're small, we play on our land and with animals. The horse is our best friend. Any nomadic child can ride a horse. We learn from an early age to have in the family, from household chores to heavier work like herding the cattle. We also learn to be brave. And now you see the question. Let's read the question. Bây giờ hãy cùng đọc các câu hỏi nào. We live other people, a different life too, similarly to, the same life as, or in exactly the same way as. What is correct? Now, question 2. We have to move in order to change our lifestyle, look for better weather, look for food for our cattle, or be closer to the city. What is correct for number 2? Next, C. Our cattle can provide us with most of our needs, food only, means of transport only, or anything we want. And 4, when we move to a new place, we A. have to make a new girl, put up with a girl, buy a girl, share a girl with our neighbors. What is correct? And next one, the last one, number 5, nomadic children. A. Play the same games to other children in the world. Use nature and their animals as playthings. Do not like toys or spend all the time helping with housework. Which is correct answer? You can circle the correct answer and check the lesson answer with me. Và phần vừa rồi là cô đã đọc các câu hỏi, giúp các em có thể nhìn một lượt các câu hỏi của mình rồi. Và chúng ta đã có một thông tin trong đầu để có thể chọn được đáp án chính xác. Sau đây chúng ta sẽ cùng chia bài với cô nhé. And now number 6, Mongolian children in the Gobi learn. Những đứa trẻ ở cái vùng cao nguyên Gobi này học được cách gì ạ? A. Ride a goat. Học được cái cách mà cưỡi con dê. B. To live in the mountains. Sống ở trên núi ạ. C. To be generous. Học được cách rất là hào phóng. Hay D. To have a household chores. Hay là học được cách rất dễ với những công việc nhà. Chúng ta sẽ cùng xem nhé. Here is A. Have in the family. From household chores to heavier work, right? So it must be half of the household chores. Và trong bài học đó, họ đã nói rất là chi tiết về việc là những đứa trẻ từ những cái lứa tuổi rất là còn nhỏ thì đã phải giúp đỡ bằng cách là học làm những cái việc nhà, đúng chưa nào? Và chúng ta sẽ chọn luôn đáp án D là một sự lựa chọn rất là chính xác dựa vào những thông tin mà chúng ta đã tìm thấy được trong bài đọc. Và các em lưu ý, để có thể làm được những cái bài trắc nghiệm này tốt ý, thì chúng ta hãy cần là chú ý kỹ vào các thông tin trong bài đọc và chúng ta sẽ tìm hiểu nó và đưa ra những lựa chọn đúng nhất nhé. And now we're gonna move to next task. Type 4, you're gonna speak. You're gonna interview with the partner to find out what he or she likes or doesn't like about the life of the nomads. Some people like that, life on the move, but some people don't like that, right? Bây giờ chúng ta sẽ cùng phỏng vấn nhé. Phỏng vấn một người bạn của mình xem là bạn ấy thích cái gì hay là không thích gì về cuộc sống của những người du cư. Chắc chắn là sẽ có những người thích cuộc sống mà được di chuyển rất là nhiều tới những vùng đất mới, nhưng cũng có những người thì cảm thấy khó chịu hơn, không thích cái việc mà họ phải di chuyển quá nhiều như vậy. Thì chúng ta xem một cuộc hội thoại mẫu nào. A. What do you like about their nomadic life? Well, the children learn to ride horse.
bạn thích cái gì về cuộc sống của người du cư? Những đứa trẻ được học cưỡi ngựa đối với bạn rất là thú vị đúng không ạ? And what don't you like about it? They can't live permanently in one place. Và bạn không thích điều gì vậy? À, bạn ấy không thích về việc là họ không thể sống permanently, có nghĩa là mãi mãi ở một nơi. Đấy là điều mà bạn không thích đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là nếu như mình được hỏi câu hỏi này thì các em sẽ thích cái gì và các em sẽ không thích điều gì về những cuộc sống của những người mà du cư nhé. Let's take a look here at this table. The first column is about the things that you like and the second column is the things about dislike, you don't like at all. Bây giờ là chúng ta sẽ xem là về cái bảng thông tin này. Một cột là những điều mà bạn thích và một cột những điều mà mình chưa thích lắm. Đây là ý kiến mà cô đã có thể là tự đưa ra hoặc là tự chọn lọc. Các em có thể dựa vào thông tin này để các em tạo ra một cuộc hội thoại hoặc các em có thể đưa ra những ý kiến thêm của các em nữa nhé. Like, learn how to ride horse is interesting. Live near the nature. Được thích được cưỡi ngựa đúng không ạ? Thích được sống gần thiên nhiên đúng không ạ? Play with animals. Chơi với con vật đúng không? Đều rất là thú vị. But dislike depends on the weather. When the weather is not good, they need to move, right? Ví dụ điều mà không thích chẳng hạn là có phụ thuộc vào thời tiết đúng không ạ? Khi mà nó phụ thuộc vào thời tiết thì mọi người lại phải di chuyển nhiều hơn. Or move a lot. Hoặc là chính cái việc là phải di chuyển quá nhiều cũng khiến cho mọi người không thích về cuộc sống ở vùng của những người du cư. What about you? Can you share the opinion with me? What you like about the nomadic life? Or what you don't like about the nomadic life? Và bây giờ các em thì sao? Các em có thể chia sẻ thêm cho cô những cái ý kiến mà các em thích này hay là chưa thích về cái cuộc sống du cư nhé. And that brings me to the end of my talk today. I would like to thank you for studying with me and I would like to see you in the next video. Và phần vừa rồi cũng kết thúc bài học của cô tại đây. Hẹn gặp lại các em ở trong video tiếp theo nhé. Goodbye and see you. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.